jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, 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 xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục quay trở lại một video về San nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho mình làm video về San luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video về J Gray sở hữu sức mạnh của VH S Sans nha các bạn nha. Các bạn có biết về San này hay không? Trước vào video này thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một chút xíu khá là ngắn gọn về VHS San là ai nha. Thì nếu như các bạn có chơi Undertale á, thì nếu như là chơi Undertale thì nó sẽ có rất là nhiều cái kết khác nhau. Nhưng mà trong đó sẽ có một cái kết có tên là Dirty Hacker, hay còn được gọi tiếng Việt là Hacker cơ bẩn nha các bạn. Thì khi chúng ta đến với một cái kết đó thì VHS San sẽ xuất hiện. Thật ra thì VHS San chính là San bình thường, nhưng mà lúc này VHS San có một hình dạng rất là kinh dị. Thứ nhất là cái miệng dài ra, thứ hai là đôi mắt đỏ lên rồi chảy xuống nha các bạn nha, giống như là máu chảy vậy đó các bạn. Mình nhắc lại là chảy xuống chứ không phải là rạn nứt nha các bạn. Rồi cho nên là rất là ghê luôn. Và lúc đó VHS San có thể làm được tất cả những thứ mà San bình thường không thể làm được các bạn nha. Ghê chưa? Hacker lõ mà. Thế cho nên là mình giải thích đơn giản vậy thôi. Cho các bạn nào chưa biết VHS San là ai thì nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể lên wiki để đọc ha. Nhưng mà bây giờ mình mà đọc cho các bạn thì nó rất là dài. Thế cho nên là ngày hôm nay để tránh trường hợp dài như vậy á, chúng ta biến hình thành VHS San để coi coi là liệu anh ấy có mạnh hay không nha các bạn nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Thì video này được rất là nhiều bạn yêu cầu nên mình mới làm cho các bạn á. Và cho nên các bạn xem video nhớ lại cho mình nút like ủng hộ cho mình nha. Còn những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tên của bạn fan chân chính của mình để video của mình có sự may mắn cả đã. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tên của bạn Phạm Xuân Huy nha. Chúc bạn Phạm Xuân Huy một ngày tốt lành. Nếu như em có xem video này của anh á, nhớ lại cho một nút like và phía dưới cho anh biết để anh thả tim cho. Còn những bạn nào chưa được mình đọc tên á thì ngay bây giờ hãy xuống dưới phần bình luận viết tên của các bạn ra nha. Đặc biệt là phải viết họ và tên kèm với một cú pháp, đó chính là chúc anh Jay sớm đạt được 2,5 triệu người đăng ký nha các bạn. Tại vì mình sắp được 2,5 triệu người đăng ký rồi các bạn à. Mong là các bạn ship cho mình chuyện này nha. Và mình lên video lần sau mình sẽ đọc tên nữa các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go. Ok. Để mà có thể biến hình được thì mình cần một cái giọng lệnh khá là đơn giản như là set function nè. Từ từ để mình xíu, để mình đứng đây đi. Mắt công đứng ở gần đây nguy hiểm nữa. Rồi đứng đây nè. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu nha. Ghi chữ set function. Rồi ghi chữ V S này, VHS mod nha bạn. Và mình sẽ bấm một cái. Và các bạn có thấy gì xảy ra không? Không hề có chuyện gì xảy ra đúng không các bạn? Anh Jay lừa em. Nhưng mà không, các bạn nhìn đi. Hãy ơi, trên tay mình cầm cái gì không? Đây chính là thứ để giúp mình có thể biến thành VHS San các bạn à. Đó. Các bạn có thấy đôi mắt nó bị chảy xuống nhìn rất là ghê. Và cái miệng cười rất là dài luôn các bạn. Bảo đảm là ngày hôm nay các bạn sẽ cảm thấy run sợ liền luôn. Thôi được rồi, không làm mất thời gian các bạn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến hình trong vòng 3, 2, 1, vô. Bum. Trời ơi, ghê chưa? Đó. Về bộ đồ á thì chúng ta sẽ mặc một bộ đồ y chang như là San bình thường. Nhưng mà về khuôn mặt thì các bạn nhìn đi, ghê chưa? Cặp mắt này giống như là một cặp mắt đang khóc ra máu rồi đó các bạn. Nhìn rất là ghê luôn. Đấy, kinh dị không, kinh dị không? Và ngày hôm nay những thực thể mình sẽ phải đối đầu đó chính là những thực thể cực kỳ khủng khiếp, đó là những thực thể Titan nha các bạn, những thực thể của Godzilla đồ các kiểu đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video. Nhưng mà trước khi mình triệu hồi những thực thể này ra để mình đánh nhau á thì mình mong là các bạn hãy lên Shopee và tìm ngay chữ là J Gray Shop để có thể vô mua gấu bông J Gray ủng hộ cho mình, để mình có động lực mình làm thêm video về San để các bạn coi nha. Tại vì những video về San á mình làm á là mất rất là nhiều tiền luôn, biết tại sao không? Tại vì mình phải nhờ những bạn họa sĩ vẽ lại cho mình những nhân vật San để các bạn xem á. Thế cho nên các
các bạn nhớ lên Shopee để mua, ủng hộ cho mình có tiền, nhờ mấy bạn họa sĩ vẽ thật là đẹp cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video nào các bạn. Hay, đầu tiên thì mình có một cái chiêu đó chính là VHS Knockback. Cái chiêu này có nghĩa là mình sẽ hở làm cho mọi thứ văng ra chỗ khác các bạn. Để bây giờ mình thử mình đứng cạnh một ông dân làng mình dùng chiêu này đi. Các bạn coi nè. 3, 2, 1, let's go. Mày, mình búng một cái là ông dân làng ổng bay múc chỉ luôn rồi các bạn thấy không? Và chiêu đó chủ yếu là để chôn là chính thôi các bạn, chứ nó cũng không hề có đam gì hết. Những chiêu dưới đây mới là có đam nè. Rồi ok, đầu tiên thì mình sẽ thử chiếc xe tăng này để xem chiếc xe tăng này nó có chịu nổi không nha các bạn nha. Đây là xe tăng thiết giáp của quân đội Mỹ nha các bạn. Mỹ là hay chất lượng ấy vậy đó. Xe tăng này thì được gọi là xe tăng M1 thì phải. Chiếc này nó rất là mạnh luôn và nó rất là mắc tiền nha, mấy triệu đô lận á. Bây giờ mình sẽ thử cho nó lên đường nè. Xem đây. Đấy, một phóng thôi là xịt khói, xịt lửa liền. Và các bạn để ý nha, ngày hôm nay những cái lửa, những cái khói mà mình xịt ra đều là màu đen hết, bởi vì mình đã dùng tuyệt chiêu hacker lỗ mà bạn ấy. Ok, tiếp theo là nhân vật Jumbo Josh phải đối đầu với mình. Ra đây. À, Jumbo Josh sao? Này thì Jumbo Josh này xịt khói đen liền. Tiếp theo nữa là con Ben Ben. Ben Ben thì mình sử dụng chiêu thứ hai. Cái chiêu thứ hai là cái chiêu xương thứ hai, nó cũng giống y chang như nhau, nhưng mà cái xương này các bạn để ý là nó màu đỏ nha các bạn, giống như là đuôi mắt của mình vậy đó. Ok, rồi chiêu thứ ba là một chiêu dịch chuyển đơn giản thôi, nhưng mà dịch chuyển này thì mình được phép điều khiển nha các bạn. Dịch chuyển bình thường là nó sẽ tự động dịch chuyển chúng ta, nhưng mà dịch chuyển này mình muốn dịch chuyển đi đâu nó sẽ chuyển đi đó. Để ví dụ như mình sẽ dịch chuyển như đây. Và đặc biệt là các bạn có thể dịch chuyển xuyên vật thể. Coi nè, bùm, nó ghê chưa. Mình đang đứng ở trong nhà đúng không, mình sẽ dịch chuyển ra ngoài cho các bạn fan xem. 1, 2, 3, bùm, nói ảo chưa, bùm, vô nhà ra đây ra ngoài nè, bùm, này quá là ảo ma Canada luôn. Và chiêu tiếp theo là chiêu blaster, thì mình đánh giá không cao cái blaster này, bởi vì mình làm bị lỗi rồi các bạn ơi. Blaster này mình làm bị lỗi rồi các bạn à, nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Nó khá là nhỏ và nó cũng màu đen. Chủ yếu là nhân vật xanh này có hai chiêu mạnh nhất, đó là chiêu này và chiêu này nè. Đây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Nhìn đây. Bùm, nổi những cái xương màu đen xuất hiện. Rồi ok, ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những nhân vật tiếp theo sẽ chịu đựng được hay không nha. Đó chính là nhân vật Anderson. Cái đây nào Anderson, vô. Ây da da, nó mạnh phết nó nhỉ. Ây da, sao người bắt ta phải nhìn vô khuôn mặt của ta vậy? Oh! No, của Anderson này quẩy ghê vậy. Holy crap, nó giết được mình nữa kìa. Nó đâu rồi, mình phải bắn như người nó mới được. Mày, oh my god, bây giờ phải làm sao anh em? Ui, của Anderson nó mạnh quá, mình phải bắn cái này ra để giết nó. Mày phải chết Anderson, mày phải chết Anderson. Mày chết chưa, mày chết chưa? Ok, mình đã giết được nó từ xa rồi. Ui, và các bạn thấy đó, VHS San thực sự không phải là một nhân vật San quá mạnh như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là một nhân vật San bình thường, nhưng mà đổi lại có thể làm được nhiều thứ hay hơn thôi. Do là mình làm ít chiêu á các bạn. Hiện tại là VHS San này mình chỉ làm có 50% sức mạnh nè, mình không dám làm nhiều. Làm nhiều sợ nó hacker lỗ máy tính của mình nữa. Ok, tiếp theo là Fat Villager nha. Mình không làm về khả năng phòng thủ của VS San, nhưng mình làm về khả năng tấn công. Thế cho nên là con gì mình giết cũng được hết. Coi nè. Tang tang, nãy một hit là lên đường ngay. Elijah San luôn nè. Giỡn mặt cưng, bớt đùa đi. Ra đứng là anh cho lên đường liền. Rồi chu chu chắc đúng không, ra đây luôn. Này thì chu chu chắc này, chu chu chắc múa lửa với anh. Ok, Chainsaw Demon. À, tiếp theo là mình sẽ gặp hả quỷ cưa Denji nè các bạn ơi. Đâu quỷ cưa Denji ra đây. Ghê vậy sao? Người ghê vậy sao? Dịch chuyển nó đòn. Đấy, phóng mấy tiêu nó. Mày giỡn hả quỷ cưa Denji? Ảo tưởng danh là chỉ cái chết thôi, để mình tắt nhạc cái đã. Rồi stop. Tắt nhạc đi, nhạc dữ quá có nghe nhạc đâu. Ờ đúng rồi. Rồi binh giò binh y nè, ra đây luôn đi. Đầu tiên là mình sẽ cho những con nhỏ nhỏ nhẹ nhàng vậy thôi nha. Cái này mà nó đập vào đầu mình cái là cái đầu mình dẹp lép luôn nè bạn. Ok, này thì dẹp lép đã cưng, bớt đùa đi. Để mình chứng minh cho các bạn thấy là sức mạnh của mình không phải là bất tử. Bây giờ các bạn xem nè, sức mạnh của mình nó có thể giết được mình luôn. Nhìn nha, tiếng tiếng, từ từ, lại, từ từ, 1, 2, 3,
Đấy, phải không? Sức mạnh của chính mình vẫn có thể giết được mình luôn. Đó là lý do tại sao mình nói các bạn là mình chỉ có 50% sức mạnh thôi à. Mình chỉ có sức mạnh tấn công thôi. Còn sức mạnh phòng thủ của mình là không hề có nha các bạn. Rồi ok, tiếp tục. Tại vì làm mạnh quá nè, nguy hiểm lắm, sợ nổ máy tính lắm anh em. Máy tính mình dỏm lắm, mình không dám làm mạnh anh em. Ờ, nhưng mà nhiều bạn cứ mấy bữa nay là cứ muốn mình làm Epic Sound 100% sức mạnh đâu mà. Thôi được rồi, bây giờ trước khi video này kết thúc á, thì mình sẽ nói bạn là các bạn nhớ bình luận phía dưới là anh Jay ơi, anh hãy làm Epic Sound 99% sức mạnh đi. Tại 100% mình sợ nổ máy các bạn ơi, nên làm 99 thôi nha. Nếu mà các bạn bình luận nhiều mình sẽ làm nha. Rồi tiếp tục. Mommy long lét. À, Mommy long lét thì cũng bốc khói thôi. Monster X nè, con này khổng lồ nè. Khổng lồ thì cũng vô bệnh viện thôi cưng. Thôi bớt đùa đi ba, khổng lồ như thế nào. Rồi King Kong cầm rìu đúng không các đây. Ồ con này dữ nè, con này dữ, con này mạnh nè bạn ơi. Ghê 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 ghê, hú đồ các kiểu luôn. Dữ vậy sao? Này thì dữ nè. Một hit là lên đường ngay. Phóng cái nữa cho nó chết luôn đi. Rồi rồi ơi, nó còn nằm ra đây chiếm chỗ của mình nữa. Đơn giản không các bạn? Toàn là đơn giản không à. Nhưng mà những con về sau rất là mạnh. Đặc biệt nhất là con Burning Godzilla. Đây là anh đại idol của mình á. Đây là Godzilla phiên bản được sạc đầy điện. Ok ok, bây giờ mình đi ra xa, mình ném nó các bạn ơi. Mình đứng gần nó giết mình chết á. Rồi rồi rồi, ui nó hú hét dữ vô kìa. 3, 2, 1, let's go. Pew! Nè coi nè, một hit là chết ngay, một hit là tan xương nát thịt luôn. Đơn giản không? Chỉ có một cái phi tiêu nhỏ xíu xíu mà giết được con Godzilla luôn các bạn. Bởi vì mình mạnh mà. Rồi, Mecha Godzilla. Godzilla máy móc xuất hiện rồi đây các bạn ơi. Godzilla máy móc sao? Ngươi nghĩ là ngươi mạnh sao? Được, để mình thử đầu Gaster Blaster của có giết nó không nha các bạn. Bắn nó ở đầu Gaster Blaster của ta. Đúng rồi, chuẩn lắm. Ê, cuối cùng mấy cái đầu Gaster Blaster nó cũng chịu làm việc rồi các bạn ơi. Ok. Rồi tiếp theo là Monster Zero. Con này phải chạy lẹ bạn ơi, nó nhảy xuống đạp bể đầu luôn á. Đó, con này nó nặng lắm. Úi ôi ôi, con heo đứng nó coi chừng chết nha con heo. Rồi ok, để mình xem coi là đầu Gaster Blaster của mình có giết được con này hay không. Giết nó. Hay quá, tuyệt vời, thấy chưa? Những cái đầu Gaster Blaster của mình nhìn có vẻ rất là xấu luôn, nhưng mà rất là mạnh nha các bạn. Bắn một phát là cái con King Ghidorah phải bỏ mạng liền. Trời ơi. Tiếp theo là James Space Godzilla. Con này là Godzilla ở ngoài vũ trụ nè các bạn. Ôi ghê lắm á, ghê lắm á, ghê lắm á. Đừng đùa với nó nha, nhìn nó giật điện vô nè. Nó hơi bị kinh đó bạn. Ok ok, nó có vẻ không thấy mình rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn một đòn. Chuẩn bị, hứng đòn rồi đi. Bye bye, Uga. Nó vẫn còn sống luôn kìa anh em. Để mình bắn lại vô người đó. Wow, hết hồn thì nó còn sống chứ. Ok, vậy là nó đã chuẩn bị nhập viện rồi anh em ơi. Rồi xong luôn. Đơn giản như đang giỡn nghe không. Nhưng vật xanh này của mình á, thì không phải một lần là tấn công liền một cái là biến mất luôn, mà nó sẽ tấn công và nó giết từ từ các bạn à. Tại giờ có 50% sức mạnh thôi mà. Rồi tiếp theo là Sin Destroyer. Ôi, ủa nó vừa ra nó giết mình luôn cả anh em. Nó mạnh thiệt chứ. Wow, các bạn coi nó nè, nó bự chưa. Ok, mình sẽ tấn công nó từ xa đi. Nếu ba đây bắn chú. Rồi xong rồi nó chết rồi đó. Chỉ cần trúng một cái là nó lên đường rồi các bạn ơi. Ok, nó làm gì vậy? Ê đừng có, nó biến hình nha trời. Hết hồn tụi nó biến hình chắc mình cười dữ lắm luôn á. Rồi tiếp theo và cuối cùng luôn, đó chính là Burning Godzilla. Godzilla anh đại. Chạy anh em ơi, rút quân, let's go. Ok ok ok, anh đại anh đại anh đại mọi người, anh đại anh đại. Ui anh đại hú quá trời luôn kìa. Mình phải né anh đại ra mới được á. Ok, anh đại hiện tại là đang không quýnh mình các bạn. Mình sẽ cho anh đại nếm mùi sợ hãi. Xem đây. Anh đại chuẩn bị lên đường. Anh đại ơi, mình giết cũng được luôn. Vậy bây giờ mình triệu hồi một đống anh đại cũng được nữa các bạn ơi. Ok ok ok, anh đại nhiều dữ thế ta. Quá dữ luôn. Trời ơi, anh đại hú dữ chưa kìa. Này thì anh đại với chúng tôi này. Anh đại, anh đại, anh đại vô bệnh viện đi anh đại ơi. Hãy chưa, nhiều anh đại tới như vậy mà mình giết vẫn được luôn. Vậy thì còn ngại ngừng gì mà không cho mình muốn nút like nữa các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ đi qua thử con Remender để coi coi nó chịu nổi mình không nha các bạn nha. Mình thấy là anh đại còn chịu không nổi gì thì con Remender thì mình nghĩ nó không có cửa với mình đâu anh em à. Let's go. Này này này, qua đây qua đây qua đây. Rồi ok. Thôi tụi này bú đây đông vậy, lên đường hết đi. Bu đem mà đông dữ, cho tụi bay lên đường hết luôn.
Remender đâu anh ta? Này mấy cái này không biết mình có thể làm cho nó bị bể được không ta? Để mình thử coi, mình nhắm cho chuẩn nè. Hí. Để mình thử nha. Ủa có vẻ như là làm bể không được rồi. Vậy thì bắn thẳng vào Remender luôn. Remender chết đi, Remender. Remender chết đi. Wow, nó né ghê quá vậy. Wow, nó né thật là đỉnh cao. Rồi né hay lắm, né hay lắm. Rồi nó còn một máu kìa. Ồ và nó chết luôn. Nó còn một máu là do nó được hồi máu thôi các bạn ơi. Nhưng mà nó ăn một hit của mình thì nó cũng phải lên đường như thường thôi anh em. Game là dễ. Và các bạn thấy ngày hôm nay sức mạnh của VHS San như thế nào? Đối với mình á, thì với 50% sức mạnh mà ngày hôm nay mình cho VHS San á, thì đây là một nhân vật San cực kỳ là mạnh và cực kỳ là có triển vọng trong tương lai nha các bạn nha. Như các bạn muốn mình làm VHS San 100% sức mạnh thì các bạn hãy bình luận phía trên biết, mình sẽ làm 100% sức mạnh cho các bạn coi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều ha. Nếu như bạn yêu thích video này, đừng quên để lại cho mình một nút like. Còn những bạn nào lượng tiếp đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye.